giờ thì đội mình đang còn phòng thủ các bạn nhá. Luôn nào các bạn. Không được các bạn ạ. Và như vậy thì Van Hen của đội bạn cũng đã phải lên bảng đếm số luôn rồi các bạn. Vera của đội bạn cũng đã phải lên luôn các bạn ơi. Vinat của đội bạn đang chơi khá tốt các bạn nha. Hạ 8 tướng của đội mình rồi các bạn. Bây giờ thì tiếp tục xông lên nào các bạn. Đẩy lính đi các bạn ơi. Không được các bạn ạ. Natalia của đội mình cũng đang thi đấu khá tốt các bạn nha. Bây giờ thì 4 tướng đội bạn đang còn tấn công ở đường giữa của đội mình các bạn. Xông lên nào các bạn. Và như vậy thì Vera của đội bạn cũng đã phải lên luôn rồi các bạn ơi. Không được các bạn ạ. Thì nát đội bạn đang quá mạnh luôn các bạn. Thì nát đội bạn đang quá trâu luôn các bạn ạ. Và như vậy thì kỳ nát của đội bạn cũng đã phải lên bảng đếm số rồi các bạn. Và đội mình đã 3 tướng phải lên bảng đếm số rồi các bạn nhá. Xông lên nào các bạn. Không được các bạn ạ. Một trận đấu đang diễn ra quá hay và hấp dẫn các bạn. Liệu rằng trận đấu ngày hôm nay thì đội mình có lật kèo được không được các bạn ơi? Có giành thắng lợi được không các bạn? Ra bạn. Hạ lính nào các bạn ơi. Không được các bạn ạ.
như vậy thì Natalia của đội bạn cũng đã phải lên bảng đếm số luôn rồi các bạn nhá. Và Kishi của đội bạn cũng không thể tránh được các bạn ạ. Không được các bạn ơi. Bây giờ thì vào hạ trụ nào các bạn. Không được các bạn. Và như vậy thì đội mình đã ba tướng và lên bảng đếm số rồi các bạn ạ. Ba tướng của đội mình đã phải lên bảng đếm số luôn rồi các bạn. Thì nát của đội bạn đang trồng lên các bạn ơi. Trồng lên nào các bạn. Bảo vệ trụ các bạn nha. Luôn nào các bạn. Kỳ nát các bạn. Và như vậy thì kỳ nát của đội bạn cũng đã phải lên bảng đếm số rồi các bạn ạ. Đội bạn đã 4 tướng phải lên bảng đếm số rồi các bạn. Bây giờ thì đội mình đang còn trông lên đây các bạn ơi. Trông lên nào các bạn. Và bây giờ thì tiếp tục trồng lên nào các bạn. Hai tướng đội bạn đã lên bảng đếm số luôn rồi các bạn ạ. Không được các bạn ơi. Và như vậy thì kỳ nát của đội bạn đã được Island lên bảng đếm số luôn các bạn nhá. Và đội bạn thì đã ba tướng lên bảng đếm số rồi các bạn. Bây giờ thì đội mình đang vào để hạ trụ của đội bạn ở đường giữa đây các bạn ơi. Tiếp tục trồng lên các bạn nha. Và như vậy thì trận đấu đã kết thúc rồi các bạn ạ. Một trận đấu mà các bạn thấy Island và các đồng đội đã chơi quá hay và xuất thần luôn các bạn nha. Một trận đấu mà đội mình đã lật kèo ở những phút cuối các bạn ạ. Và như vậy thì trận đấu ngày hôm nay thì Minh Hiển Gamer và các đồng đội đã tiếp tục liều hạng thành công các bạn ơi. Và như vậy thì video của mình đến đây cũng xin tạm dừng tại đây các bạn. Mình